សួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជាច្រឡំជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងភាគទី42នៃរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណបន្តទៀតយើងឃើញថាអូស្ការនឹងរត់ចុះឡើងចុះឡើងដោយតែហេតុទៅហប់មែនទែនតែតាមពិតទៅពួកគេសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលគេទទួលបាននៅថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺបានសរសើរហើយបានអាកាហៅថាផ្លាកសញ្ញាឬក៏កាតនឹងសម្គាល់ខ្លួនដែលថាងសារនឹងបានខ្ពស់ជាងគេមួយកម្រិតដោយសារតែថាងសារនឹងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងធីមរបស់គេអញ្
ngắt ngắt tại vì nè đại nè tới cứ mình đang rương nít tệ rương nít tệ bạn chẳng ở nãy đại du tin hong khơi ông nó bảo ấy pu nó bảo luôn nó có bị ta có rốt chứ các bạn hay mình đứng man thà thang xa nó cứ chỉ côn sơ nó bảo ở pu nó bảo luôn tiếp thôi cái nó phải nhập ao hai mươi tiết cọ khăn đường pu nó bảo luôn này đại hai là vậy có bài chỉ chui nè tới mình chui sạch nhiệt luôn này nhé các bạn chắc căn mà đo chốt đấy nhưng khi nhập ok nó các bạn hộp chụp rằng chẳng ai nhé hai ngày nắng viên lôi vì ta lôi bên tay cho mình đo mình đôi chỉ tụi bạn cặp và lớn đôi chỉ thông pram rồi mía cả bạn chả đâu mình tên sản phẩm nó không tự đầy sô lên nè chắc ok nó ai miền là ca cho lôi nó sản phẩm ở bên trong ca sạc xa là bỏ kê thay tiết hai mươi tiết ai bật to ca sạc xa nơi ai giả lá cho ăn phúa nó không thi krong ở thông muối nước nông thực đây sâu lên chạm đo vẽ cáo trong nông bình châu lủng ở để sang tập vẽ lấy viên mình miên ở vậy để dân ta chạm vào lòng khang thế để sang tại còn tại chỗ này vậy khi chưa ra chẳng các bạn chẳng còn nhom riêng sừng khai bao nhiêu đó khi ta mà đong tới chạm mơ đo bị thì sai sợ bấy dân nông mơ lủng ở bị sai dương và to tiền chẳng phụ kế nông tre tại trại tranh pi sả lá chạy nông đồng bay ấy từ sực xa bằng to tiết nông ấy sả lá đo lọc bay muối nông ấy thì còn mây muối tiệt chẳng lúc cua bọc luôn mình cho người phụ kế tơ tê của mình tái tôi chỉ rằng na cả đáo phụ kế tre tại bằng to ca sực xa rồi hốt bằng ai bằng chọc trâm đi tê chẳng là vậy bọc kế cả riêng tiếp này phụ kế tre tại phật hát hay nông bằng cao nông vị trí rồi bọc luôn nữa ai cao ai cao tại đo ở grand soul master tại mà đo bạn hay phụ kế tre tại bị cho mốc cho muốn nông công khang khang chẳng năng tiệt